đây là đó, đây là bà già đó, bà già nuôi nè, bà dưỡng tử nè của bà đó. Đây là trai lớn trưởng nam đó, mẹ là người đã từng hầu bà mấy chục năm về trước ở bên núi Sam An Giang Châu Đốc đó, người từng tắm cho bà, lo cho bà, nhang khói cho bà thời trước đó, cũng mười mấy hai chục năm con quả ở đó. Mà còn người bà con đặt cho bà cô ba nước lạnh. Thật ra điện bà chú xứ này xuất xứ từ ở miền Nam Việt Nam, ở núi Sam Châu Đốc ở Việt Nam. Và qua đây cái vị này thì cũng từ nhỏ đến lớn đã hành đạo ở đó. Rồi qua Mỹ được mấy chục năm rồi. Cái điện bà này thành lập cũng gần 30 năm rồi. Ồ, gần 30 năm luôn. Dạ, 30 năm. Trong khi mà thỉnh bà trên đường trở về nhà đó, thì tôi có nhận được một lần điện ở trên xuống, từ trên đầu tôi chạy xuống tới lưng luôn. Và trong khi đó là mùi hương ngào ngạt luôn đó. Mùi hương thơm, cho nên tôi mới quyết tâm chứ hồi nào giờ đâu có biết đúc tượng. Mình làm cái gì để lại cho những cái di sản của người Việt Nam mình, là cái truyền thống của người Việt Nam, dân tộc người Việt Nam mình, thì mình làm được cái gì mình làm thôi. Nhưng mà tôi cũng rất là hãnh diện được cái sự chiếu cố của thiên nhiên ở trên của bà đó, cho nên mình làm để cho bà con đến đây để mình giữ được cái văn hóa Việt Nam của mình, ngày tín ngưỡng của truyền thống của miền Nam của mình. Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đối với channel TD Media. Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng chủ nhật, ngày cuối tuần, một ngày sau khi Dũng ở San Jose và lên Sacramento, và hiện tại thì đường này ở trên Sacramento thưa quý vị. Cũng vậy, ngày hôm nay thì Dũng lên nơi đây sẽ gặp anh Châu Võ cũng như là đi dự một số sự kiện ở trên vùng miền Bắc California này. Kính thưa quý vị, như quý vị biết là tháng trước thì Tiến Dũng đã lên Sacramento bằng chiếc xe VinFast VF8 này. Phải nói rằng với lần đầu đi chiếc xe VinFast VF8 này thì là mình không có vẻ tự tin lắm, bởi vì mình chưa có kinh nghiệm, mình đi đường trường. Như nói là chiếc xe VinFast VF8 này model City Edition thì người ta chủ yếu để mà chạy những cái cự ly gần thôi ở trong thành phố. Tuy nhiên thì Dũng muốn trải nghiệm đó, đường dài nó như thế nào. Thường thì mình đi thì mình sẽ lo về vấn đề là cái trạm sạc cho pin đó. Thì đấy, giống như đi xe xăng thì mình lo về cây xăng, còn cái này thì trạm sạc pin. Đấy, thì do đây là lần đầu tiên mà Dũng chạy, thành ra là Dũng có thể gọi là xem xét trước. Đó, mình lên Google rồi mình tìm hiểu về những cái trạm sạc. Và như thế là Dũng đã có kinh nghiệm một lần mình đi Sacramento. Đấy, rồi lần đây là lần thứ hai. Thì như nói là Dũng đi từ Orange County, Dũng lên ở trên San Jose. Thì khoảng cách của nó là khoảng 320 mấy mile đó. Và sau đó thì từ San Jose Dũng chạy lên Sacramento này. Khoảng cách thì cũng gần hơn. Khoảng cách nó chỉ có khoảng 200 mấy thôi. 200 mấy mile thôi. Đấy. Và cũng vậy, ngày hôm nay là ngày sáng chủ nhật, trời miền Bắc California này mình thấy không khí này rất là yên bình nha. Và hiện tại Tiến Dũng đang hướng về thành phố Stockton, nơi mà có tiệm của anh Châu Võ đó, và tiệm nuôi Sài Gòn Collection mà lần trước trên channel này Tiến Dũng cũng đã giới thiệu quý vị xa gần. Ngày hôm nay Dũng chạy chiếc xe VinFast VF8 cũng xuống dưới. Thứ nhất á, là ngay cái mùa vía bà. Đấy, bà chú xứ đó thưa quý vị. Thì mấy lần trước cũng có nghe nói, tuy nhiên thì mình chưa có đủ duyên. Thì ngày hôm nay đặc biệt là ở nơi đó đó, người ta có cái lễ cúng về bà đó. Thì thực ra mà nói cái tên gọi như thế nào chính xác thì cũng không có rành nữa. Thì một chút xíu nữa thì mình xuống dưới thì chắc chắn rằng người địa phương hoặc là anh Châu Võ trên đây cũng sẽ giải thích với quý vị rõ hơn. Đây, giờ Dũng đang chạy cho nó tự lái nha quý vị, giờ tay buông lỏng ha. Ok, thì cái này là lông phải chạm vô để nó biết mình có người, chuyện nói chuyện bình thường. Dạ, yeah. Ok. Còn cái đường này đó thì
nghe cái đoạn đường khúc này ha, cái đường nó vẽ không có rõ, thành ra là trên hình có thể là nó hình nhìn không có rõ. Thực ra đây cũng là gọi là máy thôi, nó không phải như con người. Con người mình nhìn thấy cái len đường á, ví dụ bên tay trái là rõ nè, còn bên tay phải thì nó rất là mờ. Thì khi mà cái len nó bị trường hợp như vậy đó thì là gì, nó sẽ dựa vào cái chỗ nào rõ nhất. Thôi bây giờ cũng đưa ba cái đường ở giữa, cái len ở giữa đi đó cho nó rõ nè, là hai cái đường trắng mình thấy á, nó vẽ rõ như vậy thì là chắc ăn hơn. À, thì quý vị thấy cái hoa đăng nó màu, chỗ này nó màu vàng ha, thì khi mà nó đã xác định được cái con đường chánh của nó đi rồi đó thì nó sẽ dựa vào đó thôi, và ở hoa đăng này nó sẽ là màu xanh đó. Cũng đang chạy tốc độ là 70 mai một giờ đó, mở ra cho mình nhìn thấy rõ đây ha, hơi bị chói. Còn 1.2 nữa là phải quẹo qua I-80. Rồi còn 1 mai nữa, thành ra là phải dành nhanh hơn chút xíu chỗ này để mà vượt qua mấy cái xe đây, rồi mình quẹo tay phải chứ nó không là mình đi xe bét. Điểm xuống sắt lên. Use the right three lanes to take exit 95 for I-80 business towards Sacramento, California 99 South. Okay. Nó lái cũng đã cài gọi là tự động á, thì khi cũng đạp cái chân vô thì nó mất chế độ đó và muốn kích hoạt là mình bấm dưới đây thì mới kích hoạt thôi. Lần nữa thưa quý vị, Tiến Dũng đang ở Sacramento nha, ở miền Bắc California. Hôm qua thì Dũng lên San Jose và sớm này thì Dũng lên trên đây, và hiện tại thì Dũng đang trên đường ra cái tiệm gọi là Nuôi Sài Gòn Collagen của anh Châu Võ. Với hơn nữa là ngày hôm nay đó, ở trên miền Bắc California này thì có cái lễ gọi là cúng cái vía bà chúa xứ á. Yeah. Khi nói đến bà chúa xứ thì ở Việt Nam quá nổi tiếng rồi, có lẽ rằng ai ở trong nước đều biết hết, hoặc là nhất là những người mà lề làm ăn á, người ta tin bà lắm. Yeah. Nhớ hồi đó bên Việt Nam á, những người cũng có đi ở An Giang á. Ở bên Mỹ này thì gọi là gì, ở Los Angeles thì cũng đã có tới rồi, ở trên Sacramento này thì cũng chưa. Chưa tới, mình nghe nói là nhưng mà mấy lần trước mình không có đủ duyên nói xong mà mình không có đi được. Còn lần này thì là make sure rồi đó ha, chút xíu nữa Tiến Dũng sẽ đến đó nè. 0.8 quẹo, bây giờ mình phải xin đường trước, quẹo 0.6. In half a mile, take exit 294A for 47th Avenue East. ODA. Giờ mình bỏ chân tự lái đi, tới quẹo rồi, quẹo đường 47X. Take exit 294A. In 1,000 feet, use any lane to turn right onto 47th Avenue. Dạ vâng, kính thưa quý vị, sau vài mươi phút lái xe, Tiến Dũng đã có mặt ở điện bà chúa xứ Sacramento. Vì đây là mùa vía bà, thành ra Dũng thấy rằng cũng khá đông quý đồng hương, những người từ khắp mọi nơi đã đổ về đây. Nhìn tượng bà, Dũng nhớ đến thời Dũng còn ở Việt Nam, Dũng cũng đã từng đến điện bà chúa xứ núi Sam Châu Đốc. Điều đặc biệt là Dũng để ý, đa phần những người đến với bà là những người làm ăn và đâu đó rất đông người Hoa. Niềm tín ngưỡng của họ rất cao đối với bà. Dạ vâng thưa quý vị, do đây là chỗ tâm linh, thành ra là có nhiều người từ khắp mọi nơi đến đây. Và cũng vậy, quý vị nhìn thấy có một cái xe bus chở du khách đó,
đến vía bà trong ngày hôm nay. Như nói là ngày hôm nay là ngày lễ chính thức về vía bà, ngày 23 tới 27 âm lịch. Thật ra là quý vị nhìn thấy là khá đông người ta đến đây. Thưa quý vị, bây giờ thì vẫn thấy ngày đông người để đến đây vía bà cũng như là dân phẩm lễ đến bà ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, hiện tại Dương Dũng và anh Châu Bỏ đang có mặt ở trước khuôn viên của Điện Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu núi Sam Châu Đốc ở Sacramento thưa quý vị. Và bây giờ thì trước khi vào tham quan bên trong thì mời quý vị nghe đôi lời từ anh Châu Bỏ. Thưa anh có thể nói đôi nét về cái điện thờ Bà Chúa Xứ này thưa anh? Thật ra Điện Bà Chúa Xứ này xuất xứ từ ở miền Nam Việt Nam, ở núi Sam Châu Đốc ở Việt Nam. Và qua đây cái vị này thì cũng từ nhỏ đến lớn đã hành đạo ở đó. Rồi qua Mỹ được mấy chục năm rồi. Cái điện bà này thành lập cũng gần 30 năm rồi. Gần 30 năm luôn? Dạ, 30 năm. Anh như vậy này, như nãy anh nói là tượng bà thì sao ạ? Từ núi Sam Châu Đốc hay là từ ở bên đây như thế nào? Cái tượng bà thì lúc qua đây chỉ thờ được tấm hình thôi. Rồi sau đó Mỹ đúc tượng ở đây. Thưa quý vị, khi nói tới cái chuyện đúc tượng thì trong chương trình này một chút xíu nữa quý vị sẽ nghe cái chuyện huyền bí của chuyện đúc tượng này, bởi vì chúng đã nghe anh Châu Võ nói sơ sơ rồi. Bây giờ thì ở đây sinh hoạt như thế nào thưa anh? Ở đây sinh hoạt thì cũng bình thường. Nói chung là cái vía bà thì hàng năm vào tháng 4 âm lịch, 23, 24 tháng 4 âm lịch hàng năm đều tổ chức đại lễ vía bà hàng năm. Rồi sinh hoạt bình thường thì tuần nào cũng có mở cửa ra cho bà con đến sinh hoạt, ai muốn cúng kiến thì họ đến về tâm linh. Hồi lúc hồi nhỏ thì bên Việt Nam em đã từng đi đến núi Sam Châu Đốc đó, và người ta làm ví dụ như cúng bà đó thì là lễ nhạc này kia nhiều thứ lắm. Ở đây thì sao anh? Ở đây thì lúc trước khi Covid thì cũng có đại lễ giống như hình thức y như bên Việt Nam thôi. Cái thể cúng hàng năm thì cũng có ban nhạc lễ, ban hầu bà và những vị nào có tâm linh lên đồng lên bóng họ về họ cúng vía cho bà. Rồi cũng có những cái đoàn lân lớn họ về từ San Francisco ở San Jose, họ về đâu quy tụ về đây có thể là trên gần cả ngàn người ạ. Hàng năm. Thưa anh, như vậy là ở bên Việt Nam á, em thấy là rất là nhiều người mà họ dân làm ăn á nha, để ý đây, dân làm ăn họ đi viếng với bà rất là nhiều. Điều này nó có mang một cái đặc biệt gì không anh? Tại sao những người làm ăn họ thường là như vậy? Thì đa số thì thần thánh thì họ phù hộ độ vấn đề, đặc biệt là bà chúa xứ thì thì theo phong tục thì họ kể thì các nhà những người mà thương gia đó muốn làm ăn thành công họ giái bà, rồi hàng năm đi thỉnh lộc bà, rồi đi trả lễ cho bà. Ở vậy nữa, thí dụ như bên Việt Nam á, em nhớ có một cái đêm đó thì là gọi là tắm bà, rồi người ta tin đến nỗi mà nước tắm bà này nọ người ta tha lên đầu hay là này kia đó. Thì nói chung là em không rành nữa, từ lúc đó còn nhỏ lắm. Ở bên Mỹ này thì sao anh? Thì cũng y vậy, cũng có những vị họ rất là tín ngưỡng bà, họ tin tưởng rất là cao lắm. Và cho nên họ rất muốn vô quỳ lại dưới chân của bà để thỉnh được những cái ban phước lành trọn vẹn trong những năm vậy đó. Anh biết á, hồi đó thì khi em đi á, cái mình thấy ví dụ như nhiều cái tượng xung quanh ở trước bà chúa xứ An Giang đó, người ta tha lên đầu á, thì em không biết, tới lớn lên thì mình thấy thì bên này tôi thấy cũng có luôn. Thỉnh bà, rồi áo bà, rồi thỉnh lộc bà, đa số là thỉnh lộc bà. Cái lễ mà cúng chính thức như vậy nè, thì một vị chức sắc có cái gì đặc biệt không, cúng hay là bất kỳ ai cũng có thể vào làm được ạ? Không, có người ta có chân mạng của người ta có chân linh để hầu cho bà. Cái đó thì có một vị chánh đó là cô bà, thường thường ở Việt Nam thì cô gọi là cô ba nước lạnh đó. Hiện giờ bà qua ở Việt Nam thì cũng nổi tiếng là cô ba nước lạnh trị bệnh cho bà con bá tánh ở miền Nam Việt Nam.
Cũng ở An Giang luôn cũng hả? Cũng ở trong điện bà đó. Rồi bây giờ mới qua đây mới đi Mỹ là cái theo cái chân linh của bà muốn về qua đây thành lập một cái nữa. Ở xứ ngoài thì đó cho nên là cô Ba Nước Lạnh. Cô Ba Nước Lạnh. Danh hiệu của cô Ba Nước Lạnh ở An Giang thời trước năm 75 tôi nghĩ là ai cũng biết đó. Trị bệnh bằng nước lạnh. Ô lạ vậy. Cho nên bây giờ qua đây điển của thiên nhiên cho nên cũng thành lập lại một cái ở xứ Hoa Kỳ. Vậy nữa là hồi đó xuống An Giang thì ngay cả ban ngày đông không nấu rồi, ban đêm người ta cũng đông nữa thì cúng ban đêm ở đây có làm vậy không anh ạ? Hồi trước khi Covid á, thì mình có đêm 23 rạng 24 đó là cái đêm 12 giờ khuya đó, cái đó là quẩy tế cũng như thay tắm rửa cho bà, thay y phục cho bà, rồi 12 giờ khuya rồi rồi hầu đồng múa rối cho nguyên cái đó một đêm vậy đó, rồi rồi qua tới ngày hôm sau là đã bắt đầu đại chính thức cho bà con đến cúng giếng. Cái điều đặc biệt đó là đối với bà Chúa Xứ, bà là một vị thánh, theo em hiểu là như vậy đúng không? Không phải là theo một cái đạo nào hết đúng không anh? Đúng rồi, thì theo truyền thuyết thì đây là một vị thánh xuất xứ từ ở trên núi ông Cấm đó. Thời ông Thoại Ngọc Hầu á. Trấn vị ở bên biên cương thời giữa Chân Lạp và nước Campuchia, Campuchia đó, bây giờ, Campuchia đó Việt Nam, đó. Thì cho nên là truyền thuyết tới bây giờ đó, bà con vẫn cúng hàng năm, họ rất là tín ngưỡng. Kể cả ở đây người Mỹ họ cũng tín ngưỡng. Cái sự oai linh của bà mình không có biết được vấn đề thiên nhiên. Em biết anh Châu Võ là không phải làm anh mà một cái đạo khác, tuy nhiên thì phần tín ngưỡng và phần tâm linh của anh cũng đặt rất là nhiều ở bà. Thực tế mà nói là anh những cái lần mà gọi là xin ý bà hay là cái điều anh làm gì đó, thường thường anh là trong làm ăn không hay là dùng trong cuộc sống bình thường, anh có xin không? Thì có chứ, tại vì mình tín ngưỡng thì mình xin, đôi khi như mình gặp những cái trắc trở gì, mình khúc mắc gì mình khó có giải quyết, mình nói mình cầu xin. Hoặc là ở đây thì thường người ta xin xăm đó, xin xăm bà đó. Cho nên nhiều người họ đến đây xin xăm thì mình thì thấy cũng có kết quả tốt cho nên bà con họ đến rất là đông. Và sau cùng nhìn ở dưới Los Angeles, em biết là có cái điện bà Chúa Xứ, em đã từng xuống dưới Los Angeles rồi. Ở trên miền Bắc này thì ở đây là duy nhất không anh hay là ở đây là chỉ duy nhất rồi. Như nói là hơn 30 năm rồi đó. Đất ở đây thì cũng chu vi cũng trên 3 mẫu đất đó. Trời ơi. Wow, rộng như đó. Cho nên năm nay là chỉ cũng có tính cách là gia đình thôi, trong bên quý tế thôi. Chứ không có mời quan khách nhiều. Tại cho nên không có đăng báo, không có phổ biến nhiều từ sau mà Covid đó. Cũng dù sao đi nữa thì phải nói là lần này cái duyên lành cũng đã đến đây rồi. Thưa quý vị, những lần trước chúng đã từng lên Sacramento, tuy nhiên thì chưa có dịp đến đây và đây là lần đầu tiên mà nghe anh Châu Võ nói và Dũng đã đến, và đặc biệt nữa là cái ngày hôm nay là ngày vía bà chính thức đúng không anh? Đấy, dạ đúng, là ngày chính thức ngày hôm nay. Đáng lẽ Tiến Dũng với Kỳ này có duyên thật sự. Nhất qua ta mà phải không? Ba lần này là được. Cái này là không có dự tính đó. Dạ đúng rồi, hôm qua là ở San Jose, hình ra là nghe anh Châu Võ nói vậy thì cũng chạy lên Sacramento luôn. Và ngay sau đây thì kính mời quý vị cùng theo chân Tiến Dũng và anh Châu Võ sẽ vô tham quan phía bên trong quý vị nha. Dạ vâng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đây là quang cảnh phía trước nha. Rồi bây giờ anh Châu Võ sẽ dẫn quý vị đi tham quan vòng ở trong đây nha. Ở đây là sao anh Châu ạ? Ở đây là tượng của Phật bà Quan Âm. Trước mặt điện bà có tượng Đức Mẹ Quan Âm. Tượng bà Quan Âm cái gì ra đạo Phật anh? Thì đạo Phật. Cũng người ta cũng có bá tánh, người ta tín ngưỡng, người ta đem cúng tặng đó. Vô đây thấy bình yên quá. Đây là cái hồ cá. Đó cây cầu. Đấy, thì cái đây là quang cảnh ở điện bà đó. Đấy, mà hồi Dũng sẽ quay trở lại như hôm nay. Còn ở ngoài ở trong kia thì cũng thấy là mọi người đây là đang chuẩn bị cúng ha. Đó. Uh,
gần 30 năm nay nó giống vậy luôn không anh? À, gần 3 năm nay giống vậy. Dạ. Ở đây thì ngày hôm nay cũng thấy là những người dân ở đây quá, người ta đem những cái lễ vật họ cúng bà. Rồi, wow, nhìn dạ. giống ở Châu Đốc rồi đó nha. Dạ, mời vô. Dạ. Dạ, dạ. Một lát nữa, đúng 11 giờ mới làm lễ. À. Rồi, vô bây giờ. Dạ. Ở bên trong là cái tượng lớn đó quý vị. Đây là điện bà chúa xứ núi Sam Châu Đốc đó. Dạ. Đó là bức tượng giờ ở đây. Dạ. Còn những cái hình thức mà trình bày như vậy thì chắc là như anh nói là cái người phải là từ ở trong bên Việt Nam bên núi Sam á, thì phải biết rằng dạ. Ha. Với lại phối hợp với anh em ban quý tế bên này. Dạ. Dạ, bên quý tế. Dạ. Yeah. Bên kia thì có yeah, bức tượng yeah. của bàn thờ. Yeah. Alo, dạ. Có Đức Phật Thầy Tây An, bàn thờ của Đức Phật Thầy Tây An, Bủ Sơn Kỳ Hương á, phải. Dạ, yeah. Đó. Cái điều này nó cũng giống ở bên Việt Nam không anh? Dạ, yeah, cũng giống. Dạ. Yeah. Yeah. Đây đó. Dạ, Đức Thầy Tây An. Dạ, yeah, đây là cung điện của bà đó. Dạ, yeah. yeah. cung điện của bà. Đây là những áo mão của bà. Dạ, yeah. yeah. rồi bên bên phía đây nè. Cái này là dễ nhận ra lắm nè. Ở hồi đó em đi xuống An Giang đó. Dạ. Yeah. À. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em lại nhìn gần như vậy á. Ở An Giang là hồi đó em còn nhỏ quá đi. Đây là mấy cái mão của bà. Em nghe nói thì cái y phục của bà nè thì phải thay thường xuyên không anh, như thế nào ạ? Hàng năm. Thường mỗi năm thì phải thay bộ y phục mới cho bà. Dạ. Yeah. Yeah. Ồ, thật ra là nhìn ở trên đây như vậy là bao nhiêu năm đó hả? Cứ mình nhìn như vậy là mình biết bao nhiêu năm đó. Cái này thấy kỳ công quá, chắc có lẽ là làm từ bên Việt Nam đó. Việt Nam, dạ. Yeah. Người ta cũng kỳ công, họ đặt bên Việt Nam, họ gửi qua. Dạ. Dạ. Hello anh Tư, khỏe không? Mới tới hả? Dạ. Chở heo vô chưa? Rồi nè. Ủa rồi á. Dạ. Đây là anh Tư là trong ban quý tế là mấy chục năm ở San Jose lên đó, lặn lội đường xa lên đó, cũng dạ, cúng dạ. bái đàng hoàng đó. Anh Tư đây là bên quý tế anh. Trong hội quý tế. Dạ, hội quý tế. Dạ. Năm này nhà nó mà còn cúng quỳ nó không nổi. Lớn tuổi rồi, mấy chục năm rồi. Từ San Jose chúng lên đó. Từ San Jose lên đó. Nhiều lắm, một lát nữa cũng đông lắm. Dạ. Thơm lên sao? Dạ hả? Thơm lên hả? À. Dạ. Chú Tư. Cảm ơn. Trong cái tường tính là lớn á vậy. Rồi bây giờ nhờ anh Châu sẽ đúng không? Cô có tặng để anh luôn hướng dẫn quý vị tiếp tục chưa? Bên đó là sao anh? Tới lại gần đi anh. Đây là bàn thờ của Quang Thánh Đế Quân của Long Thần Hộ Pháp. Các vị chư thần đó. Ủa thấy cuối có bao công ấy, đúng không anh? Thì đó, có bên Long Thần Hộ Pháp, Quang Thánh Đế Quân đó. Hôm nay là thần tài thổ địa. Dạ. Ở ngoài kia thì có cái miếu Long Thần với Hộ Pháp. Ở ngoài kia có miếu qua cái cầu bên kia. Mình sẵn đang đứng ở đây á, thì cái câu chuyện mà nó dính dáng tới tâm linh á, thì em Châu kể em về bà đó. Có thể chia sẻ với mọi người thưa quý vị. Lần trước thì tình cờ khi mà chúng nói chuyện với anh Châu á, thì được biết là cái tượng bà chúa xứ ở đây thì cũng là do một phần anh Châu đóng góp cái ý tưởng cũng như là cái tâm huyết của anh vào trong này. Bây giờ anh Châu có thể chia sẻ về cái vấn đề tâm linh khi mà anh làm cái tượng của bà. Anh có thể đứng xuống ở đây rồi quay gần thấy được bà trong luôn. Dạ, dạ. Thì vấn đề tâm linh thì vấn đề tượng bà này, nói về tượng bà này thành lập ở năm 1900
96 lần. Yeah. Cái tượng này bắt đầu đúc. Yeah, từ câu chuyện là có một vị ở Việt Nam ra nhờ họ đúc cái tượng. Yeah. Ừ. Nhưng mà họ làm bằng xi măng với thạch cao. Yeah. Đó, rồi sau đó thì nhưng mà họ làm thì không có tín ngưỡng cao cho nên bà không chịu. Không chịu là sao anh? Không chịu thì sau đó cúng đại lễ xong rồi cái tượng bà nứt bể ra hết. Ờ. Dạ. Cho nên rồi mới chỉ thờ bằng bức hình thôi. Dạ. Yeah. Ừ. Yeah. Sau đó tôi mới xuống xin keo bà, nói thôi giờ bà linh hiển thì cho con đúc cái tượng mới cho bà. À. Xin keo được thì bà chấp nhận cho mình đúc. À. Ủa mà anh làm nghề sửa xe thì sao đến vấn đề đúc nó khác nhau nhiều mà anh? Vấn đề đúc tượng thì thật ra khác rất là xa, tại vì mình hồi nào giờ đâu có biết đúc tượng. Dạ, rồi sao anh làm được ạ? Thì nhờ có sự hướng dẫn của tâm linh ở trên thì mình đúc được. Dạ, thật sự ra tượng của bà là làm bằng fiberglass với lại bundle xe hơi thôi. Oh. Dạ, chứ không phải xi măng nữa. Cho nên là không có sợ bị hư hại hay là bị cái gì hết, cho nên là trường cũ luôn á, có thể nói là. Nhưng mà như nãy nói là những cái đồ ở trong xe hơi, nhưng mà ví dụ như những cái đường nét nét mặt của bà này kia rất là mềm mại thì làm sao phải làm được? Tại lúc làm bằng fiberglass cũng đúc tại đây, nhưng mà cái mùi fiberglass nó hôi quá, cho nên ở đây không có chấp nhận là cái mùi đó. Cho nên tôi mới thỉnh bà về nhà của tôi làm. Nhưng mà anh hồi nãy anh kể là cái tượng đầu tiên bị nứt ra đó, thì cái này là mình phục hồi hay là mình làm cái mới hoàn toàn? Không, cái này mới hoàn toàn hết. À. Mới hoàn toàn hết. Dạ. Và anh phải trải qua thời gian bao lâu anh mới hoàn thành lại? Trải qua thời gian cũng cỡ 6 tháng đó. Tại vì mình không có làm liên tục. Mình chỉ làm giờ nào mình rảnh mình làm cho bà thôi. Thì như hồi nãy anh nói là trước khi anh làm anh xuống đây xin keo và anh có khấn nguyện bà. Có khấn nguyện. Và kiểu như từ cái tấm lòng thành đó thì kết quả là bây giờ là có một cái tượng cho mọi người. Tại vì trong khi mà thỉnh bà trên đường trở về nhà đó, thì tôi có nhận được một lần điển ở trên xuống, từ trên đầu tôi chạy xuống tới lưng luôn. Và trong khi đó là mùi hương ngào ngạt luôn đó, mùi hương thơm, cho nên tôi mới quyết tâm chứ hồi nào giờ đâu có biết đúc tượng. Và hồi đó cái công việc này là anh làm một mình hay là có những người ở đây phụ anh không? Thì cũng có một ông người ba nuôi phụ. Ba nuôi là ông chủ trì ở đây á. Có tiếp. Mà nếu vậy thì như nói là cái tượng này tính ra bao lâu ạ? Khoảng 2010 mấy năm hay ha? No, hai mấy năm rồi. Hai mươi mấy năm rồi. 1996. Và cái cảm giác của anh khi mà càng ngày có đông người tín ngưỡng họ tới đây, hoặc là nhất là trong ngày hôm nay ngày vía bà này, và anh trở lại đây anh chứng kiến được cái trước mắt là của tác phẩm bà, thứ nữa là cái lòng thành của anh đặt để vào đó, cảm giác của anh như thế nào hiện tại bây giờ? Thì thật ra thì mình làm cái gì để lại cho những cái di sản của người Việt Nam mình, là cái truyền thống của người Việt Nam, dân tộc người Việt Nam mình, thì mình làm được cái gì mình làm thôi. Nhưng mà tôi cũng rất là hãnh diện được cái sự chiếu cố của thiên nhiên ở trên của bà đó, cho nên mình làm để cho bà con đến đây để mình giữ được cái văn hóa Việt Nam của mình, ngày tín ngưỡng của truyền thống của Việt Nam, miền Nam của mình. Cảm ơn để cho thế hệ sau để mà tiếp tục đúng rồi, để giữ được cái văn hóa độc đáo như thế này. Thực ra anh Châu nói rất là chính xác là ngay cái con em á đâu biết và thứ là gì đâu. Ở đây thì cũng có bà keo xin xăm bà, xin lọc bà như thế nào anh? Cái keo xin là như thế nào anh? Ở đây thì có xin xăm. À, cái này thì giống vô chùa. Giống chùa đó. Dạ. Xăm bà. Ở đó thì có bàn xin xăm ở dưới. Cái cặp xin xăm giống như trong chùa không? Trong chùa, giống như trong chùa. Dạ. Nhưng mà cái lá xăm có thể khác nhau. Nếu như em lấy một miếng em đọc, nó có được không? Đọc với anh, đọc thì tự nhiên mà phải xin keo, xin xăm xong rồi số mấy, số, rồi mới xin keo xong rồi bà rồi chấp nhận là miếng lại đây mới lấy số đọc ra. Rồi bây giờ anh đã cho nói phía ngoài là còn cái gì nữa? Phía ngoài bên đây kia, phía đông thì còn có điện Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bệnh đây. Dạ, okay, đi. Dạ, vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì anh Châu Võ sẽ mời quý vị cùng đến gọi là Điện Ngọc Hoàng Thiên Đế nè. Dạ, điện đây là Điện Ngọc Hoàng. Điện Ngọc Hoàng, dạ. Dạ, dạ vâng. Ngọc Hoàng có nghĩa là trời hả? Trời đó, dạ, dạ. Dạ, Điện Ngọc Hoàng. À, đây nè, Điện Ngọc Hoàng nè. Dạ, chào chị. Dạ. 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 Rồi, anh thì anh rành em không biết đâu. Anh ở đây là tiệc ông cũng như là thần tài phải không? Điện Ngọc Thầy. À, cầm ở trên. Đây là bức tượng, kìa. Bức tượng bằng gỗ. Dạ. Người ta cúng thờ ở trước, nhưng mà họ ta không có dục ông ở ngoài mấy hiên á. Dạ. Cho nên là nó mục nát tùm lum hết. À. Anh Châu mới đích thân sửa lại ông đó. Ồ, oh, dạ. Yeah. Trang điểm ông lại đó. Ôi ôi. Ba cái này cũng có. Đây là đó là những cái đó là những cái, à, cái những lần qua dân là Sơn Anh Châu làm lại hết. Ôi ôi. Dạ, mấy cấp ê, lại cho ông hết á. Ngày hôm nay vô đây á là mới biết cái tài khác của anh Châu á nha. À, tưởng anh Châu là chỉ làm xe thôi chứ. Oh, wow. Ông thần tài. Dạ. Yeah. Rồi, còn đây là mời Tiến Dũng vô trong điện Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, dạ. Yeah. Yeah. À, để cái Ngọc Hoàng thì có đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài, dạ. Yeah. Dạ, yeah, Cao Đài. Dạ, yeah, thưa quý vị, đây là phía bên trong của điện Ngọc Hoàng. Điện Ngọc Hoàng này thì cũng các cái vị ở có lòng thành tâm ở San Jose đó. Như mấy ảnh thỉnh từ bên Việt Nam qua để cúng hiến cho bà con bá tánh ở Sacramento. Đó là Điện Ngọc Hoàng. Anh như vậy là ở trong đây là Điện Bà Chúa Xứ và bên đây thì có Điện Ngọc Hoàng thì có liên quan vấn đề gì về tâm linh không, hay không thưa anh? Thì thường thường ở núi Sam á, thì có nhiều, ở Việt Nam thì có Thất Sơn đó, kêu là Thất Sơn á, thì có Điện Ngọc Hoàng, có Điện Bồ Hông, có điện có nhiều điện lắm. Dạ. Cho nên là cũng nó có liên kết với nhau. Dạ. Cho nên là bên có những vị họ được tặng bức tượng Ngọc Hoàng thì ở đây cũng phải thờ. Dạ, Ngọc Hoàng chịu ở đây thờ. Dạ. Chứ thật ra còn những điện khác cũng trong. Anh khi nói về lịch sử, ví dụ như Điện Ngọc Hoàng thì Ngọc Hoàng này là người như thế nào? À, là của Trung Quốc hay là của Việt Nam? Không, là Điện Ngọc Hoàng là của toàn thế giới, cũng vô rộng vũ trụ mà. À, dạ. Ngọc Hoàng Thượng Đế là, dạ, là đấng tạo hóa. Dạ, tạo hóa. Dạ. À, ở bên đây nữa, là... À, điện bên này thì bức tượng Phật Mẫu. Dạ. Vô Vi Pháp, Vô Vi đó. Dạ, của... À. Dạ. Cái nãy giờ em để ý anh thường thường trong này em thấy là cũng có đạo Phật rồi các đạo khác cũng giống như ở đây luôn á, đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì có liên quan đến Thất Sơn á, thì có Đức Phật Thầy Tây An trước, cũng thời kỳ của bà Chúa Xứ. Đức sau đó thì Đức Phật Thầy Tây An cũng đặt đạo ở đó, cho nên là thành lập ra phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Dạ. Yeah. Yeah, rồi sau đó thì đạo Hiếu Nghĩa. Đấy, rồi đạo sau đó được Đức Phật Trùm, rồi Đức ông Giải Bán Phai, rồi sau đó là sau cùng là Đức ông Đức Quỳnh Phú Sổ. Yeah, đó là đạo Hòa Hảo. Còn nó có nhiều cái giải Thất Sơn, nó rất là mầu nhiệm, có nhiều chữ vị tiên Phật xuống lắm. Nhưng mình nãy giờ những cái vị mà anh nhắc tới là gần như là cái dính dáng tới người Việt Nam mình. Đa số miền Nam. Việt Nam. Dạ. Đó như hồi nãy anh nói là đây nè anh, cái hình này là Phật. À, không, bên tay trái nè, cái hình hình này là của ông Đức Phật, ông Đạo Dừa đó. Ủa, ông Đạo Dừa? Dạ, ổng đó. Chung cái phái của bà già đó. Dạ. Dạ. Bửu Sơn Kỳ Hương đó. À. Ông Đạo Dừa giờ chắc không còn anh ha? Ổng thịt lâu rồi. Dạ, hồi đó bên Việt Nam em nghe nói tới. Dạ. Đó. Đó, anh như vậy
ở núi Sam Châu Đốc á, thì điện bà Chúa Xứ là phía bên đó, rồi cái như điện Ngọc Hoàng thì những nơi khác đúng không? Giờ bên đúng đây rồi. Thì mình có điều kiện là mình thì mình chỉ có quy tụ lại chỗ thôi. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Thành ra quý vị mà nếu ở phương xa có đến Sacramento ở miền Bắc California, quý vị có thể đến đây vía bà, vía nói chung là về vấn đề tâm linh đó. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah, ở đây nữa nè. Còn đây là những vị Phật mà người ta ở nhà người ta không có muốn thờ nữa, họ mang tới đây. Dạ. Dạ. Ai muốn thỉnh thì cứ lại đây thỉnh bà, thỉnh thôi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thưa quý vị, ngày hôm nay tôi cũng rất là hân hạnh gặp lại chú Quốc đây. Bữa nay là ổng là chính tế đây mấy chục năm rồi đó. À. Ồ vậy là nói chuyện chú Quốc hồi chú Quốc cho con không ngắn nha. Dạ. Yeah. Thấy không khí này mọi người thân thiện quá. Bà con ta biết. Dạ. Mọi người thân thiện quá. Dạ. Yeah. Đây là cô Ba nước lạnh. À, cô Ba nước lạnh. Bình du chục năm nay ở bên Châu Đốc. À. Dạ dạ. Đây nè, đó, đây là bà già. À, bà già nuôi nè, bà dưỡng tử nè, cô bà đó. Đây là trai lớn, trưởng nam. Mẹ là người đã từng hầu bà mấy chục năm về trước ở bên núi Sam An Giang Châu Đốc đó, người từng tắm cho bà, lo cho bà, nhang khói cho bà thời trước đó, cũng mười mấy năm, mười mấy hai chục năm còn quả ở đó, mà còn người bà con đặt cho bà cô Ba nước lạnh, trị bệnh bằng nước lạnh không đó. Mẹ là đệ tử của đức thầy nào? Phật thầy Tây An. Nay là gần 90 tuổi rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Thank you.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đây là quang cảnh phía trước của Điện Bà Chúa Xứ ở Sacramento. Như nói đây là mùa vía bà, được biết rằng lễ vía bà Chúa Xứ được tổ chức từ khoảng ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm. Trong đó thì ngày vía chính là ngày 25. Các lễ chính gồm lễ tắm bà được cử hành vào lúc 0 giờ đêm 23 rạng 24 tháng 4 âm lịch. Dạ vâng, kính thưa quý vị, do đây là xứ Hoa Kỳ, được có mặt của bà chủ xứ ở tại nơi này cũng là điều gì đó đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng mọi người từ khắp mọi nơi trên đất Mỹ này. Như nói dùng biết, ở thành phố Los Angeles cũng có Điện Bà Chúa Xứ, và đây là Điện Bà Chúa Xứ ở Sacramento, cũng là lần thứ hai Dũng gặp ở trên đất Mỹ này. Theo như tinh thần của anh Châu Võ nói, đây là vấn đề về tâm linh, tín ngưỡng. Thành ra là người ta hay có câu là có tin thì có lành. Dù sao đi nữa thì đó cũng là văn hóa của người Việt Nam. Và bây giờ thì trước khi chia tay, Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng tham quan một vòng nữa khuôn viên này. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa đây là quang cảnh phía trước của Điện Bà Chúa Xứ ở Sacramento. Chúng thấy rằng càng ngày thì khách vãng lai từ mọi nơi họ đổ về đây nhiều hơn. Như trên hình ảnh quý vị nhìn thấy các em bé đang lại bà đó, thì có lẽ rằng cũng nhờ những nơi thờ phượng như thế này, thành ra là các em mới biết được xã hội Việt Nam có cái văn hóa như thế. Trên hình quý vị nhìn thấy đây là phần tế lễ, do đây là bên xứ Mỹ, cái điều nữa đó là cái điều kiện nó không cho phép, thành ra là các quý vị này chủ yếu là để tỏ tấm lòng thành thôi, chứ còn nói về nghi thức, nghi lễ giống như bên Việt Nam thì không thể nào làm được giống như vậy.
cũng thấy rằng lễ hội vía bà chúa xứ cũng là dịp để các đồng hương có thể gặp gỡ với nhau. Những phẩm lễ những người này mang đến vía bà sau khi cúng xong, họ mang ra rễ rồi thành một món ẩm thực gì đó, rồi mọi người cùng ngồi với nhau trò chuyện hàn huyên, cùng thưởng thức với nhau những phẩm lễ mà vừa cúng bà. Một lần nữa, Tiến Dũng chân thành cảm ơn quý vị cùng quan tâm theo dõi những phút vừa qua. Hy vọng rằng qua video clip này, quý vị cũng có những giây phút giải trí, đặc biệt là nghĩ về bà chúa xứ. Và bây giờ, Tiến Dũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.